Chào các bạn, như đã hứa với các bạn thì hôm nay mới rảnh rỗi quay cho các bạn một video clip có lồng tiếng. Thì trong chuỗi bài học điện tâm đồ này thì đây là bài đầu tiên. Thì khóa này chỉ yêu cầu mục tiêu đặt ra rất đơn giản, đó là đọc được các vấn đề cơ bản trong điện tâm đồ. Thì để bắt đầu khóa học này, chúng ta phải biết các vấn đề cơ bản nhất trong điện tâm đồ. Thì bài đầu tiên chính là bài hôm nay, đó là các vấn đề cơ bản nhất. Thì mục tiêu của bài hôm nay gồm có 3 mục tiêu. Thứ nhất là sau khi kết thúc bài này thì các bạn có thể áp dụng được các kiến thức cơ bản về giải phẫu và sinh lý của tim để giải thích sự hình thành sóng trong điện tâm đồ. Thứ hai là mô tả các khái niệm cơ bản về chuyển đạo, về khoảng, về đoạn, về trục. Cái thứ ba là phân tích ý nghĩa của các sóng, các đoạn và các khoảng. Bài này chỉ có 3 mục tiêu như vậy thôi. Thì đây là một cái điện tâm đồ thực tế có thể đo được ngoài thường. Thì cảm nhận của các bạn đầu tiên khi nhìn vào hình ảnh như vậy, các bạn sẽ cái cảm nhận như thế nào? Các bạn cảm thấy là tốt thôi, tôi có thể giải quyết được nó. Hay là các bạn thấy là khó quá, mệt quá, phức tạp quá, tôi bỏ đi. Hoặc là các bạn cảm thấy là nhìn vô là thấy sợ rồi, không muốn học. Thì mời các bạn nhìn lại một lần nữa. Và các bạn dừng lại khoảng 5 giây để suy nghĩ xem cảm nhận của các bạn khi nhìn thấy điện tâm đồ là như thế nào. Có bạn đã từng học, có bạn chưa từng học, có bạn từng học rất nhiều lần, vậy cảm nhận của bạn khi nhìn thấy cái này là như thế nào? Rồi, thì qua thực tế anh dạy các bạn nhóm sinh viên I2 thì đa số các bạn cảm thấy là rất khó khăn. Các bạn muốn từ bỏ tại vì nó quá khó hiểu. Vậy tại sao mình không biến một cái phức tạp thành một cái đơn giản? Thì người ta thường ví điện tâm đồ giống như là một bản nhạc vậy đó. Vậy chúng ta hãy thư giãn, thảnh thơi, bật một bài nhạc nữa lên và cùng học bài này. Chỉ cần các bạn chú tâm vào lắng nghe, chú tâm vào những gì nói, thì các bạn có thể dễ dàng hiểu và tập trung lại. Tuy nhiên, người ta thấy đa số kiến thức của chúng ta sẽ quên hầu như là khoảng 60-70% sau 24 giờ học. Vậy ngoài việc tập trung, các bạn cần phải ôn lại. Vậy mở đầu bài này thì anh có một câu hỏi cho các bạn là điện tâm đồ là gì? Thì điện tâm đồ là gì? Nếu chúng ta hiểu một cách đơn giản thì chúng ta chỉ cần phân tích cái từ viết tắt ra. Thì ECG viết tắt của từ electrocardiogram. Gam nghĩa là biểu đồ. Cardio nghĩa là tim. Electro nghĩa là điện. Khi chúng ta ghép ba từ này lại thì hiểu một cách đơn giản điện tâm đồ là gì? Là một biểu đồ ghi lại hoạt động điện của tim. Đơn giản như vậy thôi. Giờ chúng ta sẽ nhắc lại các khái niệm rất cơ bản để chúng ta hiểu được sự hình thành sóng. Đầu tiên là ba khái niệm: trạng thái nghỉ, sự khởi cực và sự tái cực. Thì trạng thái nghỉ hiểu một cách nôm na, hiểu một cách đơn giản, hiểu một cách để áp dụng được thì chúng ta chỉ cần nhớ trạng thái nghỉ của tế bào nghĩa là trong tế bào tích điện tích âm, ngoài tế bào tích điện tích dương, và nó duy trì được bởi một điện thế, một cái bơm ở ngoài màng tế bào, trong tế bào tích điện tích âm, ngoài tế bào tích điện tích dương, và nó duy trì bởi một cái bơm
ở bên ngoài cũng đào, giống như một cái hình. Có một người đàn ông cầm cái bơm ở ngoài như các bạn đang thấy. Tiếp theo là sự khử cực và sự tái cực. Thì sự khử cực nghĩa là nào? Nghĩa là ngược lại với trạng thái nhị. Trong tế bào tích điện tích dương và ngoài tế bào tích điện tích âm, thì sự khử cực này có đặc điểm gì? Có đặc điểm lan truyền từ tế bào này sang tế bào khác, lan truyền từ tế bào này sang tế bào khác. Nó có thể lan truyền hết tế bào của cơ tim, hết tế bào của cơ tim. Vậy sự tái cực là như thế nào? Sự tái cực nghĩa là sự trở lại trạng thái nhị, trở về trong tế bào điện tích âm và ngoài tế bào tích điện tích dương. Và trạng thái nhị này nó cũng tính chất tương tự. Xin lỗi các bạn, sự tái cực này cũng có tính chất tương tự là nó lan truyền từ tế bào này qua tế bào khác, lan truyền từ tế bào này sang tế bào khác. Tiếp theo là các tế bào của cơ tim. Các tế bào của tim chỉ có 3 loại. Đó là tế bào chủ nhịp, tế bào dẫn truyền và tế bào cơ tim. Đầu tiên chúng ta nói đến tế bào chủ nhịp. Tế bào chủ nhịp thì chủ nhịp của tim là ở nút xoang. Tại sao? Tại vì nút xoang có tần số phát nhịp cao nhất từ 60 đến 100 lần một phút, nên nó ức chế các tế bào chủ nhịp khác, nên nút xoang được gọi là nút chủ nhịp của cơ tim. Thì đặc điểm của nút xoang là nó có khả năng khử cực tự động. Thì người ta ví nút xoang là ổ điện, thì các tế bào dẫn truyền cơ tim là dây điện. Dây điện đến các tế bào cơ tim, tế bào cơ tim đến các tế bào cơ tim là gì? Giống như là một cái tivi hay là một cái tủ lạnh. Thì tế bào dẫn truyền của tim cấu trúc như nào? Nó gồm có nút xoang ở trên nhĩ phải, nút xoang trên nhĩ phải, dẫn truyền xuống nút nhĩ thất, sau đó xuống bó huyết. Bó huyết chia làm hai nhánh là nhánh phải và nhánh trái. Nhánh trái lại chia làm ba nhánh là nhánh vắt, nhánh phân nhánh trái trước và nhánh phân nhánh trái sau. Nhắc lại thêm một lần nữa, tại vì điều này nó quan trọng, sẽ phải nhắc đi nhắc lại cho mấy bạn nhớ. Nếu chúng ta ví hoạt động điện của tim giống như ổ điện trong nhà mình, thì ổ điện được ví, nút xoang được ví như là ổ điện. Hệ thống dẫn truyền của tim được ví như dây điện và tế bào cơ tim được ví như tủ lạnh hoặc tivi của chúng ta. Thì tại sao nút xoang lại là chủ nhịp của tế bào cơ tim? Thứ nhất, nút xoang có tần số phát nhịp cao nhất từ 60 đến 100 lần một phút, nên nó ức chế các tế bào chủ nhịp khác. Nên nút xoang được gọi là chủ nhịp của tế bào cơ tim, chủ nhịp của tim. Từ nút xoang phát xung động nhĩ phải cơ cực xong phát xung động nhĩ trái cơ cực xong xuống nút nhĩ thất như hình bạn thấy, nhìn con chuột. Nút nhĩ thất cơ cực xuống bó huyết. Bó huyết chia làm hai nhánh, nhánh phải và nhánh trái. Nhánh trái chia làm ba nhánh. Nhánh vắt. Nhánh phân nhánh trái trước. Trái trước, nhánh phân nhánh trái trước và nhánh phân nhánh trái sau. Đến đây các nhánh nhỏ hợp thành một mạng lưới, người ta gọi là mạng lưới Purkinje. Đây là tế bào cơ tim. Vậy nãy giờ chúng ta học gì? Nãy giờ chúng ta biết điện tâm đồ là gì? Điện tâm đồ đơn giản là gì? Đơn giản là chúng ta nhớ từ viết tắt. Vậy từ viết tắt là gì? Electrocardiogram. Dịch ba từ đó ra nghĩa là gì? Là biểu đồ ghi lại hoạt động điện của tim. Vậy điện tâm đồ không ngoài cái gì khác, đó là biểu đồ ghi lại hoạt động điện của tim. Cái thứ hai chúng ta học đó chính là các khái niệm giải phẫu và sinh lý cơ bản.
Đó là gì? Trạng thái nhị, sự cực, sự tái cực, tế bào chịu nhiệt, tế bào dẫn truyền và tế bào cơ tim. Trạng thái nhị hiểu cách đơn giản như sao? Trong âm, ngoài dương. Sự cực cực nghĩa là sao? Ngược lại với trạng thái nhị. Trong dương, ngoài âm. Sự cực này có tính chất lan truyền từ tế bào cơ tim này sang tế bào cơ tim khác, tạo ra một sóng, gọi là sóng cực cực. Sự tái cực nghĩa là sao? Nghĩa là trở về trạng thái nhị, nghĩa là trở về trong tế bào tích điện tích âm, ngoài tế bào tích điện tích dương. Và sự tái cực này có tính chất lan truyền từ tế bào này sang tế bào khác. Rồi, nó sẽ tạo lên một sóng là sóng tái cực. À, thì áp dụng cái giải phẫu sinh lý mình mới học, mình mới ôn lại. Thì bây giờ chúng ta đến phần rất quan trọng, đó là sự hình thành sóng. Đầu tiên là sự hình thành sóng khử cực. Vậy nguyên tắc của sự hình sóng khảo cực nghĩa là như thế nào? Ví dụ hình A của chúng ta đây, chúng ta nhìn thấy đây là điện tích dương, đây là điện tích dương, đây là điện tích dương. Nó các bạn nhìn thấy không? Đây là điện tích dương. Mình có hai nguyên tắc trong sóng cực cực. Nếu một sóng cực cực di chuyển về điện cực dương sẽ tạo thành một sóng dương trên điện tâm đồ. Nếu sóng cực cực đi xa điện tích dương sẽ tạo thành một sóng âm trên điện tâm đồ. À, thì chúng ta sẽ áp dụng hai nguyên tắc này vào hai ví dụ như đây. Ví dụ nhất là hình A. Chúng ta có điện cực dương ở đây. Chúng ta có sóng cực cực đi từ bên đây qua bên đây. Đi từ hướng bên này qua bên này. Vậy sóng cực cực trong trường hợp này là sao? Là đi về điện tích dương hay đi xa điện tích dương? À, chúng ta nhìn thấy điện tích dương ở đây. Chúng ta nhìn thấy điện tích dương ở đây, điện tích dương ở đây. Sóng cực cực chúng ta đi về hướng này. Vậy sóng cực cực chúng ta là đi về điện tích dương. Vậy thì sao? Dựa trên nguyên tắc ở trên thì nó sẽ tạo thành một sóng dương hay sóng âm? À, nó sẽ tạo thành một sóng dương trên điện âm đồ. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một sóng dương trên điện âm đồ. Ồ, giờ chúng ta đến ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai thì điện cực dương chúng ta ở đây, các bạn nhìn theo con chuột nha, con chuột màu đen hơi khó nhìn xíu, các bạn đọc kỹ lại. Cực dương chúng ta ở đây, sóng cực cực chúng ta ở đây. Vậy sóng cực cực lần này là đi về điện tích dương hay đi xa điện dương? Sóng cực chúng ta đi hướng từ đây đến đây. À, vậy nó đi xa điện tích dương, đi xa điện tích dương. Điện tích dương chúng ta ở đây, sóng cực cực chúng ta đi hướng từ đây đến đây. Vậy nó đi xa điện tích dương, vậy nó sẽ tạo thành một sóng âm trên điện âm đồ. Vậy chúng ta qua hai ví dụ này, chúng ta nhớ lại, nhớ nguyên tắc của sóng cực cực. Nhắc lại nữa, nếu một sóng cực cực di chuyển về điện tích dương sẽ tạo một sóng dương trên điện âm đồ. Nếu sóng cực cực đi xa điện tích dương sẽ tạo thành một sóng âm trên điện âm đồ. Chúng ta qua ví dụ khó hơn. Đây cũng là sóng cực cực luôn. Tuy nhiên, điện tích dương chúng ta giờ nằm ở giữa. Các bạn nhìn theo con chó ha. Điện tích dương chúng ta nằm giữa. Sóng cực cực chúng ta đi hướng từ đây trên đây. Thì nếu điện tích dương ở đây, chúng ta có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sóng cực cực đi về điện tích dương. Đi về điện tích dương ha, chúng ta nhìn theo con chó ha. Đi về điện tích dương. À, giai đoạn sau là sóng cực đi xa điện tích dương. Đi xa điện tích dương. Vậy chúng ta áp nguyên tắc mà chúng ta đã học. Thì hình A, sóng cực cực đi về điện tích dương. Hình B, sóng cực cực đi về điện tích dương. Vậy ở giai đoạn 1 thì nó sẽ tạo thành một sóng dương. Sẽ tạo thành một sóng dương. Ở giai đoạn 2, sóng cực cực chúng ta đi xa điện tích dương. Sóng cực chúng ta đi xa điện tích dương. Thì nó sẽ tạo thành một sóng âm. À, vậy qua đây chúng ta rút ra một kết luận gì? Chúng ta để ý. Điện cực dương chúng ta đây, sóng cực cực chúng ta đi ngang từ đây qua đây. Nếu một sóng cực cực
đi vuông góc hoặc gần như vuông góc với điện cực dương thì nó sẽ tạo thành một sóng hai pha, là một sóng dương và một sóng âm. Rồi, sẽ nhắc lại cho các bạn, giải thích lại cho các bạn một lần nữa để các bạn nắm rõ. Rồi, sóng cực cực chúng ta đi từ hướng từ đây qua đây, điện cực dương chúng ta ở giữa. Vậy chúng ta sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sóng cực cực đi về điện tích dương. Đi về điện tích dương, sóng cực cực đi về điện tích dương sẽ tạo thành một sóng dương trên điện cực độ. Giai đoạn thứ hai, nếu sóng cực cực chúng ta đi xa điện tích dương, đi xa điện tích dương sẽ tạo thành một sóng âm trên điện cực độ. Qua ví dụ này chúng ta rút ra được một kết luận. Nếu sóng cực cực đi vuông góc hoặc gần như vuông góc với điện cực thì sẽ tạo thành một sóng hai pha trên điện cực độ. Chúng ta xong sóng cực cực. Bây giờ đến sóng tái cực. Thì nguyên tắc của sóng tái cực rất đơn giản, các bạn chỉ nhớ trong đầu là ngược lại với sóng cực cực. Đối với sóng cực cực, chúng ta có nguyên tắc là đi về điện tích dương sẽ tạo thành một sóng dương trên điện đâm đồ, đi xa điện tích dương sẽ tạo thành một sóng âm trên điện đâm đồ. Thì đối với sóng tái cực, chúng ta có nguyên tắc nhưng ngược lại, đi về điện tích dương sẽ tạo thành một sóng âm, đi xa điện tích dương sẽ tạo thành một sóng dương. Chúng ta cùng áp dụng nguyên tắc này vào các ví dụ sau đây. Rồi, ví dụ thứ nhất, chúng ta xét điện cực nằm ở vị trí này. Các bạn nhìn theo con chó, hai con chó màu đen nằm vị trí này, nằm vị trí này. Sóng tái cực nhé, xin lỗi các bạn. Rồi, sóng tái cực chúng ta đi từ hướng qua đây đây. Vậy đối với điện cực dương nằm ở vị trí này, nằm ở vị trí này, nằm vị trí này, thì sóng tái cực chúng ta là đi xa điện tích dương. Vậy theo nguyên tắc, nếu đi xa điện tích dương đối với sóng tái cực thì chúng ta sẽ tạo thành một sóng dương trên điện cực độ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến ví dụ này. Ví dụ này các bạn nhìn theo con chó, nhìn theo con chó, nhìn theo con chó. Sóng tái cực chúng ta lúc này là đi về điện tích dương, đi về điện tích dương, đi về điện tích dương sẽ tạo thành một sóng gì theo nguyên tắc? Sẽ tạo thành một sóng âm trên điện đâm đồ. Chúng ta đến theo một ví dụ tiếp theo. Các bạn nhìn theo con chó. Trường hợp nếu điện cực dương của chúng ta đặt đây, nếu điện cực chúng ta đặt đây, điện cực chúng ta đặt đây, thì sóng tái cực chúng ta cũng có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đi về điện cực, giai đoạn đầu đi về điện cực, giai đoạn sau đi xa điện cực. Thì dựa vào nguyên tắc lúc đấy thì đi về điện cực sẽ tạo thành một sóng âm, đi về điện cực sẽ tạo thành một âm, đi xa điện cực sẽ tạo thành một sóng dương. Vậy trường hợp này chúng ta cũng rút ra kết luận tương tự đối với giống như sóng cực cực. Đó là trường hợp nào điện cực đặt vuông góc, vuông góc, vuông góc, vuông góc, vuông góc hoặc gần như vuông góc với sóng tái cực thì chúng ta sẽ tạo ra một sóng, là sóng hai pha, một âm một dương hoặc một dương một âm, tùy vào nó đi vào hướng nào chứ. Đó. Các bạn thấy hình này sao? Thì đọc điện đâm đồ, nếu chúng ta nhìn không có nhìn tổng thể, chúng ta chỉ nhìn một điểm thôi, một hướng thôi, thì chúng ta giống như là thầy bói xem voi vậy. Người sờ cái đầu thì nghĩ là cái khác, người sờ cái mông nghĩ là cái khác, người sờ cái mình nghĩ là cái khác. Thì đối với điện đồ cũng tương tự vậy. Muốn nhìn một tổng quát một trái tim thì chúng ta phải nhìn nhiều hướng và kết hợp với nhau, chúng ta mới nhìn ra được tổng cảnh. Thì tim cũng giống như vậy. Dạ, chúng ta cùng nhìn. Dạ, tim dựa vào cái gì để chúng ta nhìn tổng thể? Người ta gọi đó là các chuyển đạo. Thì mỗi chuyển đạo chúng ta nhìn về một thứ khác nhau. Chúng ta chia thành 3 nhóm. Thì cụ thể 3 nhóm nào chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng chuyển đạo. Thì chúng ta có 12 hướng nhìn tim, 6 chuyển đạo chi và 6 chuyển đạo chứng học. 6 chuyển đạo chi, chúng ta có 3 chuyển đạo chuẩn và 3 chuyển đạo tăng cường. Giờ chúng ta sẽ đi vào 3 chuyển đạo chuẩn. Đó chính là D1, D1, D2 và D3. Tí nó sẽ tổng hợp lại cho các bạn D1, D2, D3 là như thế nào. Mấy cái độ này về mặt điện đâm đồ cơ bản các bạn không cần nhớ. Có nhiều cách áp dụng dễ hơn, các bạn nhớ làm cho các bạn loại, nên không đi sâu vào này.
đi sâu vào này về mặt ứng dụng không được nhiều, không được nhiều, trừ khi chúng ta học cao lên chuyên sâu về Ấn Độ mới ứng dụng nhiều. Về mặt cơ bản, đọc cơ bản thì điều đó là điều không cần thiết. Tiếp theo đó là ba chuyển đạo tăng cường, là chúng ta có AVL, AVR và AVS. Tiếp theo đây là hình tổng hợp lại, chúng ta hay vẽ cái vòng tròn này ra vậy, không cần vẽ trái tim. Chúng ta vẽ các chuyển đạo ra, chúng ta có D1, chúng ta có D2, chúng ta có D3, chúng ta có AVR, chúng ta có AVL, chúng ta có AVS. Các bạn hãy dùng 1 phút để chúng ta cùng vẽ cái hình này lại, cùng vẽ cái hình này lại. Các bạn chỉ cần một cái vẽ vòng tròn, không cần vẽ quá đẹp. Các bạn vẽ các chuyển đạo vô và đánh mũi tên, chỉ cần đánh mũi tên, không cần di độ. Rồi giờ chúng ta cùng dành 1 phút để vẽ. Rồi các bạn vẽ xong rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục ha. Đây, đây là 6 chuyển đạo trước ngực từ V1, đến V6. Vậy chúng ta sẽ tổng hợp lại, Lý do tổng hợp lại để làm cái gì? Để khi chúng ta giải thích, ví dụ là giải thích sóng B dương ở đâu, âm ở đâu, chúng ta chỉ cần giải thích một cái. Nếu cái này, cái khác nó nằm trong cùng nhóm cái này thì tính chất của nó cũng tương tự. Thì chúng ta chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm chuyển đạo phía dưới gồm D2, D3 và AVS. Nhóm thứ hai là nhóm chuyển đạo bên trái gồm chuyển đạo D1, AVL thêm V5, V6. Tí nữa sẽ có hình rõ hơn cho bạn biết tại sao có V5, V6 trong đó. Nhóm thứ ba đó là thằng AVR, không thuộc đằng nào quả, một mình nó nhìn lên phải. Tuy nhiên AVR rất hay nếu các bạn học sâu vô. Đây, chúng ta quay lại hình lúc này, cùng là nhìn lại. Thì chúng ta chia thành các nhóm sau, nhắc lại. Chúng ta có D2, D3, AVS, nhìn phần dưới của tim. Chúng ta có D1, VL, V5, V6, nhìn phần bên trái của tim. D1, VL, V5, V6, nhìn phần trái của tim. Chúng ta có V1 đến V4, nhìn phía trước của tim. Chúng ta có AVR, nhìn phía bên phải của tim. Nhắc lại, chúng ta chia thành nhóm 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 sau. Các bạn nhìn theo con chuột. D2, D3, AVS, nhìn phần dưới của tim. V1 đến V4, nhìn phần trước của tim. D1, AVR, V5, V6, nhìn phần trên bên trái của tim. AVR nhìn phía bên phải của tim. Đây là một giấy điện tâm đồ. Thì muốn đọc được điện tâm đồ, chúng ta phải biết giấy điện tâm đồ gồm cái gì và ý nghĩa của như thế nào. Thì giấy điện tâm đồ chúng ta có chiều ngang và chiều dọc. Chiều ngang đơn vị là giây, chiều dọc đơn vị là millivolt. Thì trong điện tâm đồ chúng ta có các ô nhỏ. Các ô nhỏ là các đường đỏ sọc mờ, và các ô lớn. Thì một ô lớn sẽ bằng có 5 ô nhỏ ha. Một ô lớn, 5 ô nhỏ. Một ô nhỏ chúng ta đơn vị là 0,04 giây. Thì một ô lớn bằng 5 ô nhỏ. Vậy một ô lớn là 0,2 giây. Một ô lớn là 0,2 giây. Đó là tính theo chiều ngang. Còn với chiều dọc đơn vị là millivolt, thì một ô nhỏ là 0,1 millivolt. Vậy một ô lớn là 0,5 millivolt. Hai ô lớn là 1 millivolt. Vậy điện tâm đồ chúng ta có chiều ngang, chiều dọc. Chiều ngang đo bằng giây, chiều dọc đo bằng millivolt. Một ô nhỏ theo chiều ngang là 0,04 giây. Vậy một ô lớn bằng 5 ô nhỏ là 0,2 giây.
một ô nhỏ theo chiều dọc là 0,1 mV, vậy một ô lớn theo chiều dọc là 0,5 mV. Dựa vào chúng ta đó thì chúng ta biết được mỗi sóng biểu hiện trên điện đồ đều có 3 đặc điểm. Thứ nhất, chiều ngang, đó là thời gian. Thứ hai, chiều dọc, đó là địa thế. Thứ ba, tổng thể của nó, đó là hình dạng. Vậy mỗi sóng trên điện đồ chúng ta đều có 3 đặc điểm, đó là thời gian, hình dạng và địa thế. Khi chúng ta học bất kỳ sóng nào, chúng ta chỉ cần học 3 đặc điểm đó: thời gian của nó là bao nhiêu, địa thế của nó bao nhiêu và hình dạng của nó là như thế nào. Và tiếp theo chúng ta xem một khái niệm đó, đó là đoạn và khoảng. Vậy đoạn và khoảng khác nhau chỗ nào? Đoạn, theo các bạn nhìn trên hình, là đường thẳng nối hai sóng. Còn khoảng là một đoạn cộng với cả một sóng. Nãy giờ chúng ta đã học được gì rồi? Chúng ta đã bắt đầu bằng việc điện tâm đồ là cái gì. Chúng ta đi tiếp được bắt đầu điện tâm đồ là gì, đi tiếp được dưới đây này, giải phẫu sinh lý để làm gì? Chúng ta không học chơi, chúng ta học để áp dụng, để áp dụng vô sự hình thành sóng. Sự hình thành sóng, chúng ta biết nguyên tắc sóng cực cực, nguyên tắc sóng tái cực. Sau đó gì nữa? Chúng ta áp dụng được khi nào biết nó dương, khi nào biết nó âm. Tiếp theo chúng ta làm cái gì nữa? Chúng ta phân biệt được đoạn và khoảng. Đoạn và khoảng chúng ta làm được gì nữa? Chúng ta biết được xem tim giống như xem con voi, không phải thầy bó xem voi. Chúng ta phải biết 12 hướng. 12 hướng chúng ta chia làm 3 nhóm: nhóm phía dưới, nhóm phía trước, nhóm phía trên bên trái, và một thằng không liên quan gì hết bên phải là thằng ABR. Chúng ta đi được khá xa. Và chúng ta sẽ nhắc lại những gì cô đọng nhất mà chúng ta đã học. Thứ nhất, điện tâm đồ là gì? Điện tâm đồ không là gì hết. Nó chỉ đơn giản chỉ là một biểu đồ ghi lại hoạt động điện của tim. Về mặt giải phẫu sinh lý áp dụng, chúng ta nhớ trạng thái nghỉ, sự khử cực, sự tái cực. Về giải phẫu, chúng ta nắm được 3 vấn đề: tế bào chủ nhiệm, tế bào dẫn truyền và tế bào cơ tim. Một cách đơn giản, chúng ta nhớ như một cái ổ điện có dây điện nối vô cái tủ lạnh hoặc cái tivi. Rồi tiếp theo chúng ta áp dụng giải phẫu sinh lý đó vào sự hình thành sóng khử cực và sự hình thành sóng tái cực. Sóng khử cực nguyên tắc là gì? Nếu di chuyển về điện tích dương sẽ tạo một thành một sóng dương trên điện đồ. Nếu di chuyển xa điện tích dương sẽ tạo thành một sóng âm trên điện đồ. Đối với sóng tái cực thì sao? Nguyên tắc nhớ một cách đơn giản, ngược lại. Tiếp theo chúng ta học được cái gì? Học đến nhìn trái tim. Không phải nhìn một hướng là được. Không phải giống như thầy bói xem voi. Chúng ta nhìn tổng thể. Vậy tổng thể chúng ta là có 12 hướng cơ bản chia làm 3 nhóm. Nhóm phía dưới gồm 3 chuyển đạo D2, D3 và AVS. Nhóm phía trước từ V1 đến V4. Nhóm phía trên bên trái gồm V5, V6, D1, AVL. Một thằng đứng riêng một mình của nó là AVR. Tại sao chúng ta phải gom nhóm như vậy? Tại sao? Tại vì khi chúng ta giải thích phần sau, chúng ta chỉ cần giải thích một chuyển đạo trong nhóm đó là chúng ta có thể suy ra các chuyển đạo còn lại. Tiếp theo chúng ta gì? Phân biệt đoạn và khoảng. Đoạn là đường thẳng nối hai sóng. Khoảng là một đoạn và một sóng. Để tiếp theo, sau khi ôn lại những gì các bạn đã học, bạn ngồi 5 phút, các bạn ngồi hồi tưởng lại cái gì các bạn đã học. Bạn nốt lại để bạn nhớ.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi từng sóng từng đoạn. Thì đây là một cái điện tâm đồ điển hình. Thì chúng ta có gì? Sóng PR, khoảng PR, đoạn PR, phức hợp QR, đoạn ST, sóng T và đoạn QT. Giờ chúng ta sẽ đi lần lượt. Người ta ví điện đâm đầu giống như chúng ta chơi đá banh vậy. Thì cho dù chúng ta đi bất cứ hướng nào, chúng ta đá bên phải, chúng ta đá bên trái, chúng ta đá trung lộ, thì mục tiêu duy nhất của chúng ta là đá vào lưới đội bạn, trừ khi những đứa nào muốn đá phạt lưới nhé. Thì điện tâm đồ cũng vậy. Thì mỗi phần của cơ tim nó sẽ có một khái niệm được gọi là vector, hướng phải, hướng trái. Nhưng mà chung toàn bộ thì nó sẽ quy về một hướng. Giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu điều đó. Đầu tiên, đó là phần đầu tiên, đó là sự cực nhị. Thì nhắc lại, hồi lại cái phần giải phẫu sinh lý lúc nãy mình nói. Thì mình biết là nút xoang là chủ nhịp của tim. Tại sao nút xoang là chủ nhịp của tim? Tại vì nút xoang có tần số cao nhất nên nó ức chế các phần còn lại, các tế bào chủ nhịp khác của tim. Thì nút xoang nằm ở đâu? Nút xoang nằm ở nhĩ phải. Vậy hiểu một cách đơn giản, nút xoang nằm nhĩ phải. Vậy phần nào của tim được khử cực đầu tiên? Nhĩ phải được khử cực đầu tiên. Vậy nhĩ phải được khử cực đầu tiên, sau đó khử cực sang nhĩ trái. Khử cực sang nhĩ trái. Vậy phần đầu tiên trên điểm đồng đồ, phần đầu tiên trên điểm đồng đồ lúc lấy là gì? Đây đây, phần đầu tiên đây, đây là sóng P. Vậy phần đầu tiên trên điểm đồ tương ứng với cả phần hoạt động điểm sinh lý đầu tiên của cơ tim, đó nhĩ phải. Vậy hiểu một cách đơn giản, hai này tương đồng với nhau. Vậy sóng P là gì? Sóng cực cực nhĩ. Mà nhĩ có hai phần, nhĩ phải và nhĩ trái. Nhĩ phải và nhĩ trái, lúc bây giờ chúng ta đã giải thích rồi. Nhĩ phải cực cực trước, tại vì nút xoang nhĩ phải. Vậy sóng P cũng gồm có hai phần, phần của nhĩ phải và phần của nhĩ trái. Do nhĩ phải được khử cực trước nên phần của nhĩ phải là nằm phần đầu tiên, phần của nhĩ trái là nằm phần thứ hai. Giờ chúng ta đã hiểu rồi. Tiếp theo nghĩa là sao? Tiếp theo nghĩa là vector của sóng cực cực nhĩ đi như nào. Chúng ta hiểu một cách đơn giản thôi. Nút xoang ở nhĩ phải cực cực trước, sau đó nó sẽ lan truyền qua nhĩ trái. Vậy hiểu một cách nôm na đơn giản, không cần phải vẽ vector ra tính toán chi phức tạp. Mặc định vector nó sẽ đi từ phải qua trái, từ phải qua trái. Vậy chúng ta sẽ áp dụng này vào cái vòng tròn với anh nó, các bạn vẽ ra. Đây, mũi tên màu vàng là sóng cực cực nhí đi từ phải qua trái, đi từ phải qua trái. Rồi chúng ta sẽ giải thích đề một giống như vòng tròn lúc nãy các bạn vẽ ở trong giấy ha. Anh đã kêu các bạn vẽ rồi. Mũi tên chúng ta đây, vậy sao điện cực dương nó đây, điện cực dương đây, mà sóng P là sóng gì? Sóng cực cực nhí. Vậy nó là một loại sóng cực cực. Vậy chúng ta áp dụng nguyên tắc của sóng cực cực. Sóng cực cực. Vậy sóng P nó đi từ hướng này, từ đây đến đây. Vậy sao điện cực đây nó đi về điện cực dương hay đi xa điện cực dương? Các bạn thấy giai đoạn đầu nó đi về điện cực dương. Nó đi về điện cực dương. Điện cực dương chúng ta đây. Vậy nó tạo thành một gì? Một sóng dương. Vậy ta thấy D1 nó tạo một sóng dương. Sau đó nó đi xa điện cực dương, nó sẽ tạo thành một sóng âm. Tuy nhiên sóng âm này rất nhỏ, các bạn phải tăng điện thế và thời gian lên so với điện thế và thời gian chuẩn các bạn mới nhìn thấy. Vậy các bạn hiểu chưa?
giải sóng B dương D1. Các bạn hiểu tại sao sóng B dương ở D1. Chúng ta cùng đến tiếp theo là thằng D3. Thằng D3, D3 này, sóng cực cực chúng ta nằm ở đây. D3 lúc lấy theo cái hình mà anh kêu anh vẽ thì mũi tên D3 sẽ ở đây, mũi tên D3 sẽ ở đây. Vậy sóng cực cực dương đây, vậy nó đi như thế nào? Nó đi từ đây đến đây, vậy ban đầu nó đi về điện cực dương, sau đó nó đi xa điện cực dương. À, vậy áp dụng nguyên tắc giống là anh bảo một cái điện cực nào đó ha, mà sóng cực cực nó đi vuông góc hoặc gần như vuông góc, nó sẽ tạo thành một sóng hai pha. Chúng ta nhìn D3 có phải hai pha không? Phải, một sóng dương và một sóng âm. À, vậy chúng ta nếu chúng ta chả may chúng ta buồn buồn, nó không nhớ nguyên tắc đó thì sao? Thì nếu sóng P giai đoạn 1 đi về điện cực, đi về điện cực dương sẽ tạo một sóng gì? À, sóng P của chúng ta là sóng cực cực nhí. Vậy nó là sóng cực cực. Sóng cực cực áp dụng nguyên tắc sóng cực cực đi về điện cực dương sẽ tạo thành một sóng gì? Một sóng dương. Vậy cho anh đợi rồi, sẽ tạo thành một sóng dương. Cho anh xong, nó đi xa điện cực dương để sẽ tạo thành một sóng gì? Tạo thành một sóng âm. Vậy chúng ta có sóng hai pha. Rồi chúng ta sẽ thấy thằng D1 chúng ta hiểu, thằng D3 chúng ta hiểu. Giờ chúng ta sẽ đến AVR. AVR thì AVR theo cái hình tròn lúc nãy anh kêu các bạn vẽ vô tập, thì mũi tên chúng ta sẽ hướng ngược lại, hướng ngược lại. Vậy đi sao? Vậy thì sóng cực cực chúng ta sẽ đi về điện cực dương hay đi xa điện cực dương? À, đi xa điện cực dương. Mà đây là sóng cực cực đi xa điện cực dương, nguyên tắc chúng ta sẽ tạo thành một sóng gì? Một sóng âm trên điện năng động. Giờ chúng ta đã hiểu được ba chuyển đạo D1, D3 và AVR. Mà D1 chung nhóm với thằng nào? Chung nhóm với thằng trên bên trái gồm các thằng D1, AVL, V5, V6. Vậy sóng P mặc định ở các chuyển đạo đó gì? Là dương. À, giờ các bạn tại sao anh phải gom nhóm như vậy chưa? Chúng ta không cần giải thích hết 12 chuyển đạo. Chúng ta chỉ cần giải thích một trong các chuyển đạo đó và chúng ta suy ra các chuyển đạo còn lại. Tiếp theo, thằng D3. D3 chung nhóm với thằng nào? D3 chung nhóm với D2 AVF. Vậy D2, D3 AVF. Sóng P là gì? Sóng 2 pha. À, vậy thằng AVR thì sao? Không chung nhóm nào nó. À, vậy nó là sóng âm. Tiếp theo là các chuyển đạo trước cực. Chuyển đạo trước cực. Tương tự áp dụng nguyên tắc luôn đấy. À, V1, V1 mũi tên chúng ta hướng ra đây. V6 chúng ta hướng ra đây. Thì V1 thì sao? Có hai giai đoạn. Này nó đi gần như vuông góc với điện cực thì sẽ tạo thành một sóng alpha. Nếu các bạn không nhớ thì sao? Thì chúng ta từ từ giải thích. Giai đoạn đầu nó đi về điện cực dương, vậy nó tạo thành một sóng gì? Sóng dương chỉ điểm đầu. Giai đoạn 2 nó đi xa điện cực dương nên nó sẽ tạo thành một sóng gì? Sóng âm chỉ điểm đầu. Vậy chúng ta sẽ tạo thành một sóng là sóng hai pha. Đối với V6 thì sao? V6 thì nó gần như đi về điện cực dương nên sẽ tạo thành một sóng dương trên điểm đầu. Vậy V6 là dương. Tuy nhiên không phải tim của tất cả mọi người đều nhìn một hướng giống nhau. Vậy tim chúng ta có chia thành hai loại. Loại này và loại này. Loại này người ta gọi là horizontal. Loại này người ta gọi là horizontal. Nghĩa là tim nằm dọc ưu thế hay nằm ngang ưu thế. Rồi đối với tim nằm dọc ưu thế thì chúng ta sẽ có sóng P đi như vậy. Còn đối với tim nằm ngang ưu thế thì chúng ta sẽ có sóng P đi như vậy. À, sóng P đi như vậy. Sóng cực cực nhí đi như vậy. À, đối với sóng cực cực nhí đi như vậy thì thằng D3 nó là âm chứ không phải là hai pha. À, thì lưu ý nếu tim của bệnh nhân nằm theo hướng này, hướng ngang chủ yếu, thì chúng ta phải đổi lại hướng của P để chúng ta suy luận lại. Chưa? Rồi. À, vậy sóng B có gì? Chúng ta nhớ những cái gì bắt bí
luôn luôn là vậy. Đối với một tình hợp bình thường thì lúc đấy ba đặc điểm của sóng gồm gì? Thời gian, cường độ và hình dạng. Vậy chúng ta sẽ nhớ sóng P ý nghĩa sóng cực cực nhí. Thời gian cường độ bao nhiêu? Thời gian cường độ, thời gian nhỏ hơn 0,12 giây. Cường độ nhỏ hơn, điện thế nhỏ hơn 2,5 mV. Các bạn nhớ nổi, nhắm nhớ nổi. Rất khó nhớ. Vậy nhớ bằng cách nào? À, vậy chúng ta nhớ lại. Một đô nhỏ là nhiêu? 0,04 giây. À, vậy nó nhỏ hơn 0,12 giây. Vậy nó nhỏ hơn bao nhỏ? À, vậy sóng P nhỏ hơn bao nhỏ? Đối với điện thế thì sao? 2,5 mV. Vậy nó nhỏ hơn 2,5 mV nhỏ. Mà cái ô đó quá nhỏ để đếm. Vậy tóm lại sao? Chiều dọc và chiều ngang của sóng P nhỏ hơn bao nhỏ? Hình dạng thì sao? Giống như nãy giờ các bạn thấy, nó tròn, nó không có khuyết gì hết. Và nhớ, nhớ, nó dương nhất ở D2 và âm nhất ở A2R. Chúng ta chỉ nhớ những cái gì bất biến. Rồi chúng ta nhìn lại hình. Nhìn lại hình. Rồi, chụp cột sóng P. D2. Chúng ta thấy D2 gần như song song với sóng P. Gần như song song. Gần như song song. Với sóng cực cực nhỉ? Thì sóng P ở D2, sóng P ở D2 nó sẽ như thế nào? Nó sẽ lớn nhất, dễ nhìn thấy nhất. Và nó luôn luôn dương nếu đối với một địa tâm độ bình thường. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài thực tế, khi người ta đọc một rối loạn nhịp nào đó, người ta luôn luôn đo D2 dài. Tại sao người ta chọn D2 mà không chọn các chuyển đạo khác? Tại vì D2 gần như song song với cả sóng cực cực nhí. Nên sóng P ở D2 là to nhất, dễ nhìn thấy nhất. Nên đặc điểm tâm độ mà đọc về rối loạn nhịp, chúng ta luôn luôn phải đo D2 dài. Còn đối với trường hợp AVR thì nó đi ngược hoàn toàn với sóng cực cực nhí. Nên nó luôn luôn âm. Vậy sóng P luôn luôn âm ở AVR và luôn luôn dương ở D2. Để tóm lại sóng P chúng ta là gì? Thời gian cường độ nhỏ hơn bao nhỏ? Dạ. Luôn luôn dương ở D2, luôn luôn âm AVR. Hình dạng thì mềm mại. Tiếp theo chúng ta đến đoạn PR. Vậy đoạn PR là gì? Đoạn PR là gì? Thì chúng ta cùng quay lại sinh lý. Chúng ta biết chủ nhịp của tim ở nút xoè ở nhĩ phải thì nhĩ phải cực cực trước, nhĩ trái cực cực sau. Vậy hai nhĩ này cực cực không đồng đều. Nhĩ phải cực cực trước xong đến nhĩ trái, do nó cực cực không đồng đều, phải trước trái sau, thì nó kết thúc cực cực cũng không đồng đều. Vậy trường hợp chúng ta suy nghĩ thử nha. Nếu nhĩ phải cực cực trước, nhĩ phải chạy xuống thắt luôn, thì sao? Thắt phải cực cực trước, nhĩ trái cực cực sau. Xong rồi sóng cực cực nhĩ trái chạy xuống thắt trái, để thắt trái cực cực sau, để thắt phải thắt trái lại cực cực không đồng đều nữa. Điều đó rất bất lợi cho cơ thể bình thường. Tuy nhiên, Thượng Đế đã sinh ra chúng ta có một nút, đó là nút nhĩ thất. Thì nút nhĩ thất này vai trò của nó là cái gì? Khi nhĩ phải cực cực xong hết, nó sẽ xuống nút nhĩ thất và nó đứng ở nút nhĩ thất đợi thằng nhĩ trái cực cực xong cùng xuống nút nhĩ thất. Cái khoảng thời gian đợi đó, hoạt động thời gian đợi đó trên sinh lý bình thường nó tương đương trên trình độ tiếp theo, đó là đoạn B đó. Giai đoạn PR người ta gọi là khoảng dừng nhĩ chuyển. Để nó đợi thằng nhĩ phải xuống, nó đợi nhĩ trái cực cực xong, anh em ta dắt nhau cùng cực thấp. Thì đó là ý nghĩa của khoảng PR. Đó, khoảng PR là khoảng dừng nhĩ chuyển. Nhắc lại thêm một lần nữa. Do nút xoang nhĩ phải, nhĩ phải cực cực trước,
nhí trái cửa cửa sau. Tại sao? Nếu không có một cái gì đứng đó chặn thì nhí phải xuống tất phải, nhí trái xuống tất trái. À, thì nhí phải cực trước, nhí tất trái cực à cứ tất phải cực trước, tất phải bóp trước. Nhí trái cực sau, tất trái bóp sau. Giá này giá bóp không đề rồi ạ. À, vậy phải có một cái gì đó chứng chặn đây. Đó nút nhí đất. Thì nút nhí đất có khả năng là chặn. Đến đây. À, nhí phải cực sau, xuống đây, xuống đây, xuống đợi. Xuống đợi nhí trái cực xong đã, xong xuống đây. Anh em ta chắc nhau cùng cực cực tắt. Thì khoảng đó người ta gọi là khoảng dừng nhấn chuyển. Khoảng dừng nhấn chuyển ở nút nhí đất. Tương đương với đoạn PR. Vậy khoảng PR là sao? Dạ thôi. Suy luận. Khoảng là một đoạn cộng một sóng để xoắn BR bắt đầu từ sóng B đến kết thúc đoạn BR. Bắt đầu sóng B là gì? Bắt đầu cử cực nhí, và ý nghĩa của khoảng BR là bắt đầu cử cực nhí. Đến hết cái này là đến bắt đầu cử cực tắc. Vậy khoảng BR bình thường là như 0,12 đến 0,2 giây. Vậy sao? Nhớ nổi không? Vậy chúng ta lại suy luận thôi. 0,2 giây mà một đo nhỏ là 0,04 giây. Vậy khoảng PR luôn luôn nhỏ hơn 50 nhỏ, hay cho chính xác hơn nó từ 3 50 nhỏ. Ồ, dễ nhớ hơn. Dễ nhớ hơn là con số từ 0,12 đến 0,2. Chúng ta đã xong cử cực nhí. Giờ chúng ta sẽ đến cử cực tắc. Thì biểu hiện cho cử cực tắc đó là đoạn tiếp theo trên điểm ngâm đo. Chúng ta đã xong sóng B, xong sóng B, xong đoạn BR. Giai đoạn tiếp theo trên điểm đồ đó gì? Đó là đoạn này. Giai đoạn này chính là cử cực tắc. Nó tương ứng với cả hoạt động sinh lý tiếp theo. Đó, hiểu không? Thì này, nhắc lại này. Đầu tiên là cử cực nhí. Tương ứng với phần đầu tiên trên điểm đồ là sóng B. Tiếp theo, dừng ở nút nhí đất. Tương ứng với đoạn tiếp theo là đoạn PR. Tiếp theo, dừng đây rồi chúng ta xuống cử cực tắc. Tương ứng với đoạn tiếp theo là đoạn này. Thì người ta gọi này là phức hợp QRS. Vậy tại sao gọi QRS? Thì chúng ta có quy ước. Thì chúng ta người ta quy ước quốc tế luôn. Sóng âm đầu tiên là gọi là sóng Q. Sóng dương đầu tiên gọi là sóng R. Sóng âm thứ hai được. Sóng dương thứ hai được gọi sóng R phải. Sóng dương mà đi theo sóng âm được gọi sóng S. Chỉ có sóng âm mà không gọi là QRS. Dựa vào quy ước này, chúng ta sẽ đọc được là QRS. Để chúng ta đi cùng một số ví dụ sau đây. Để sóng này chúng ta gọi là gì? Sóng âm đầu tiên, sóng dương. Sóng âm đi theo sóng dương. Vậy là gì? QRS. Sóng dương đầu tiên. Tiếp tục. Sóng âm và sóng dương thứ hai. RS, R phải. Sóng dương đầu tiên, đọc là gì? À, sóng âm đầu tiên, sóng âm đi theo sóng dương gặp gì? Vậy sóng này sóng gì? RS. Sóng âm đầu tiên, sóng Q. Sóng dương đầu tiên, sóng R. Vậy đọc là gì? QR. Chỉ có sóng âm QS. Sóng dương đầu tiên, sóng R. Vậy chúng ta hiểu tại sao cái phức hợp đó đọc là QRS. Bây giờ đến tầng khó khăn nhất. Muốn giải thích chi tiết thì rất là phức tạp. Phức tạp thì các bạn sẽ mau quên, không nhớ nổi. Vậy chúng ta sẽ biến điều phức tạp thành đơn giản bằng cách sau. Trước khi nói ra cách này, chúng ta sẽ ôn lại phần chúng ta học về sinh lý. Đó là hệ thống dẫn truyền. Nhắc lại, hệ thống dẫn truyền chúng ta bắt đầu từ nút xoan, cử cực nhí phải, xong cử cực nhí trái, xuống nút nhí đất. Nút chỉ thấp xuống bó hít. Bó hít chia thành hai nhánh. Nhánh phải và nhánh trái. Nhánh trái chia làm ba nhánh. Nhánh vắt, nhánh phân nhánh trái trước và nhóm phân nhánh trái sau. Xong nó chia thành nhiều nhánh nhỏ, gọi là mạng lưới Purkinje. Vậy cực cực thắt, phần nào của thắt là cực cực đầu tiên? Đó là phần vắt. Phần vắt là cực cực đầu tiên. Chúng ta hãy đi cùng phần vắt. Mà phần vắt có hai mặt, mặt bên trái và mặt bên phải. Thì mặt bên trái cực cực trước, mặt bên phải cực cực sau. Chữ
Tâm hiểu một cách nôm na đơn giản, sóng cực cực vách sẽ đi từ bên trái qua bên phải, từ bên trái qua bên phải, thì dựa vào đi từ bên trái qua bên phải chúng ta sẽ có gì? Ví dụ D1 ở đây, D1 đây, D1 đây, D1 đây, cực dương đây, sóng cực vách đi từ bên trái qua bên phải, thì sao? Nó đi xa định cực dương, mà sóng quy là sóng cực cực vách, nó là một loại sóng cực cực. Quay lại quy ước mình học đối với sóng cực cực, đi xa định cực dương sẽ tạo thành sóng gì? Sóng âm. À, vậy D1 âm. Mà D1 chung nhóm với thằng nào? D1 AVL V5 V6. Vậy nguyên một nhóm đó, chúng ta giải thích một thằng thôi là thằng D1. Các thằng còn lại D1 AVL V5 V6 là tiếp theo. Chúng ta không đi từng chi tiết các phần còn lại. Chúng ta thấy chia thành từng cái nhỏ nó sẽ rất phức tạp. Mà phức tạp thì sao? Chúng ta sẽ nản và không tìm hiểu nữa. Nên anh chia thành hai phần. Cực trực tắc chỉ có hai phần thôi. Thứ nhất là cực cực phần. Thứ hai là phần còn lại của tâm thất. Phần còn lại của tâm thất thì sao? Hiểu cách nôm na. Dựa vào giải phẫu bình thường thì khối cơ của trách trái so với khối cơ của trách phải thì khối cơ của trách trái lớn hơn nhiều. Thì hiểu một cách nôm na, sóng cực cực phần còn lại của tâm thất sẽ hướng về phần nào nhiều hơn? Đó là phần trách trái. Vậy sóng cực cực phần còn lại của tâm thất sẽ hướng như thế này, hướng qua bên trái. Hướng qua bên trái thì sao? Chúng ta nhìn thấy V6. Cực dương V6 đây. Vậy sao? Sóng cực cực đi về phía cực dương. Nó là một loại sóng cực cực, sẽ tạo thành một sóng dương mà đi về gần như song song với V6. Vậy sóng dương V6 rất cao. Sóng dương V6 rất cao. Phần sóng âm đã giải thích rồi. À, nó chung nhóm với D1 nên D1 có sóng quy thì V5, V6 có sóng quy. Rồi chúng ta biết được sóng quy này đâu, sóng R cao này đâu, là cực cực phần còn lại của tâm thất, phần còn lại của tâm thất, phần còn lại tâm thất. Vậy nó sẽ đi tịnh tiến từ bên này đến bên này là gì? Đi tịnh tiến, tịnh tiến, tịnh tiến, tịnh tiến. Vậy sóng dương từ V1 đến V5 nó sẽ tăng dần, tăng dần, tăng dần, tăng dần, và nó sẽ lớn nhất ở D5, V5. Sóng âm nó sẽ giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần. Đó, hiểu một cách đơn giản thì các chuyển đảo trước ngực từ V1 đến V6 bình thường là như thế nào? Bình thường là sóng dương sẽ tăng dần và sóng âm sẽ giảm dần. Nhớ vậy cho nên hết. Rồi chúng ta sẽ phần một lần nữa, đó là trục QRS. Trục QRS thì chúng ta sẽ dựa vào gì? Dựa vào hai chuyển đạo D1 và ABS. Chúng ta lật lại cái vòng tròn lúc nãy, chúng ta biết D1 mũi tên hướng đây, mũi tên hướng vào đây. Và ý nghĩa mũi tên hướng đây là như gì? Nghĩa là nửa phần hình tròn bên này là D1 dương, nửa phần hình tròn này là D1 dương. Còn ABF hướng xuống đây thì sao? Nửa phần hình tròn dưới đây là dương. Vậy nếu chúng ta nhìn vô một chuyển đạo D1 dương, ABF dương thì trục nó nằm ở đâu? D1 dương, chúng ta cùng suy luận lại ha. D1, mũi tên vào đây thì sao? D1 dương, vậy nó nằm nửa hình tròn bên đây. ABF dương, ABF hướng xuống đây, mũi tên đây, vậy nửa hình tròn dưới dương. Cái phần mà vừa dương ở D1 vừa dương ABS dạy 5 phần này, dạy trục nằm trong giới hạn bình thường. Thì trục bình thường là như nào? Chúng ta có hai quan niệm của Anh và của Mỹ. Tuy nhiên để dễ, ta cứ lấy 0 đến 90 là bình thường. Nghĩa là nửa phần tư
phần tư hình tròn này nằm trong góc này bình thường. Còn đối với nếu ta nhìn thấy bên một dương a với f âm thì sao? Thì trục quy s ở đâu? D một dương thì sao? Nữa hình tròn bên đây a với f âm, a với f f dưới xuống đây thì âm thì nó sẽ nằm nửa trên đây. À vậy trục chúng ta nằm đây, trục ở dương đây được gọi là trục lệch chạm. Rồi trường hợp nếu d một âm a với f dương thì sao? D một âm thì nằm nửa hình tròn bên đây, a với f dương dương nằm nửa hình tròn như đây, giao lại chúng ta có trục ở đây, trục lệch phải. Ở trường hợp này sao? D một âm a với f âm thì trục tương tự suy luận ra đây, trục đây, trục đây gọi là trục lệch cực phải hoặc là trục vô định. Vậy quy s bình thường là nhiêu? Nhỏ hơn 0,1. 0,1 là nhiêu? 2,5 mẫu nhỏ. Yeah. Nó nhỏ hơn 2,5 mẫu nhỏ. Đoạn ST, chúng ta đoạn ST thì đoạn ST này viết thay. Chúng ta chỉ biết là ST có chân lên hay không chân lên so với đường đẳng điện. Đường đẳng điện là đường này. Yeah. Và xong cực cực giờ bắt đầu đến đoạn tái cực. Thì đoạn ST ý nghĩa của nó là gì? Đó là kết thúc cực cực tách đến bắt đầu cực cực tách trở lại. À, thì đối cực cực tách trở lại, chúng ta nhớ một điều thôi. Với sóng tái cực thì sao? À, sóng tái cực chứ. Nhớ nha, tái cực tách trở lại. Tái cực thì sao? Nguyên tắc chúng ta là ngược với cực cực. Ngược với cực cực. Thì sóng tái cực là sóng T. Sóng T này. Sóng T này. Thì sóng tái cực như thế nào? Hiểu cách đơn giản. Quy rẽ ưu thế lúc nào thì sóng T cùng chiều hút hướng đó. Ví dụ ở V1, quy rẽ ưu thế à? Thì sao? Sóng T à? Ở V6, quy rẽ ưu thế dương thì sóng T dương. Vậy sao? Tuy nhiên, sóng T luôn luôn cùng chiều với chuyển đạt quy rẽ quy rẽ ưu thế. Ở nào thì sóng T ưu thế bên đập. Đang đến đoạn QT. Đoạn QT thì sao? Nó bắt đầu từ đầu phối hợp QE đến kết thúc sóng T. Vậy thì sao? Ý nghĩa QT nghĩa là gì? Nghĩa là bắt đầu cực tách đến khi hết tái cực tách. Vậy sóng QT bình thường như QT này thì có công thức tính. Giờ thì người ta hướng sang QTC rồi. Thì QTC như nào? Sẽ giải thích cho các bài sau. Thì dùng một cách nôm na đơn giản thì QT bình thường nó bằng 40%. 40% một chu kỳ. Một chu kỳ chúng ta tính từ sóng R này đến sóng R kế tiếp. Vậy chúng ta đến đi xong. Chúng ta biết sóng V bình thường ở đâu? Bất thường ở đâu? Bình thường nó dương như nào, âm như nào? Bình thường thời gian và cường độ như nào? Phức hợp QS hình thành như nào? Phức hợp QS sóng Q có ở đâu? Sóng T dương hay âm? Vậy chúng ta cùng nhìn lại và trở lại một khái niệm, đó là nhịp xoang bình thường. Vậy nhịp xoang bình thường như nào? Có nhiều bạn rất là khó nhớ nhịp xoang bình thường như nào. À, và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra cách nhớ. Cách nhớ đó chính là chúng ta hiểu về mặt sinh lý. Thì sinh lý, nhắc lại thôi, chủ nhịp ở đâu? Ở nhịp xoang. Nhịp xoang tần số như 60 đến 100 lần phút. Vậy nhịp xoang bình thường, điều kiện đầu tiên là phải có tần số từ 60 đến 100 lần phút. À, nhịp xoang bình thường, yếu tố tiếp theo sao? Nó phải dẫn truyền bình thường. Dẫn truyền bình thường thì sao? Nó cực nhí sao? Nó xuống thấp, không bị gì hết. Xong nó xuống, không bị gì hết. Vậy một sóng P phải đi theo một sóng QR. Và sóng P phải cực cực bình thường. Mà cực cực bình thường thì sao? Phải đạt các tiêu chuẩn của sóng P bình thường. Luôn luôn dương ở đây 2, luôn luôn âm ở ABR. Chưa? Rồi, cực cực xuống thấp bình thường thì khoảng PR phải bình thường.
khoảng PR bình thường là nhiêu? Từ 3 đến 5 mô nhỏ. Tiếp theo, khử cực xuống thấp, thắt cực âm. Vậy mỗi sóng B phải đi theo sau một sóng QRS. À, đó là tiêu chuẩn của nhịp sạc. Hiểu theo một cách sinh lý để cho các bạn dễ hiểu. Bài đến đây là hết, giới thiệu về các khái niệm cơ bản để các bạn học bài sau. Bài sau sẽ là lớn và dài nhĩ dài thấp. Vậy sau khi bài học này các bạn cùng nhau đánh lại, các bạn thấy điểm đâm đầu như nào? Các bạn muốn tìm hiểu thêm không? Muốn tìm hiểu thêm thì nhờ các bạn sẽ đón tiếp các bài học sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Do bài giảng lần đầu ghi âm nên chắc chắn sẽ có sai sót. Có sai sót thì mong các bạn comment ở dưới để anh còn sửa cho các lần sau.